nói chuyện đi. Chuyện gì? Biết ông Tài không? Tài ơi, ông Mỹ á. Tài con tôi đó. Tài nào? Đúng rồi. Giờ nói đi, cái này chỉ của ông nói chuyện không? Nay được bao nhiêu tuổi rồi còn nhớ không? Trăm tuổi rồi. Dữ vậy. Tuổi mà dữ. Rồi ông Tài được bao nhiêu tuổi? Có ông Tài hay còn có ai qua bển không? Tên gì? Nhớ gì à? Quen đó hả? Quen. Buồn ngồi đây một mình hả? Không, mình không, chứ có ai à. Ủa, không có ai ở trao chung hả? Bà nói là ai á? À kìa, áo đỏ tới kìa. Con gì bự dữ vậy? Vậy còn không có nhớ gì hồi xưa nữa hả? Về kể nghe đi rồi đăng lên. Đó, cái bà đó đang nói là con luôn hả? Nhỏ này hả? À. Cười đi là mạng cái ông Tài cũng ông thấy à. Vậy cái cô này đứng đây là ở đây chung với bà đó hả? Đó đó hả? Có ngủ đây luôn. Ông đỏ này con ai đây? Cháu kêu cố phải không? Trời, đúng rồi, ở đây chứ nè, ai nói bà Năm Riêu ai không biết hết á. Trăm tuổi mà giờ này thấy còn khỏe quá. Cái nhiều hơn trăm tuổi là giờ này không biết gì luôn. Trời ơi, giờ con bắt giữ nhà luôn hả? Để tôi quay luôn cái nhà cho anh không biết ông thấy nha. Rồi.
Già còn dữ quá. Cái này nè. Mất cổ lè lử ra nha con. Tao đâu chỉ coi tao đâu. Mẹ tao hả? Trăm tuổi mà cũng còn lanh quá ha. Trăm tuổi người bắt còn nói trăm tới mấy nữa. Sao sao có người nói là 90, người nói 100, rồi người nói trăm mấy là sao giờ hiện tại là nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi rồi? Vậy, vậy là giấu tuổi rồi. À, cũng như bán hàng quá cho bán nói cho nó thấp quá trời. Thích trăm mấy ai mua được? Tôi tí mình trăm tuổi. Tí 95 mà bà, tí lớn hơn 95 mà. Giáp tí vậy? Giáp tí mới có 90 mấy à. Em nói đúng nha, em cũng đều. Vậy à, nó thách 100 đã trả 9 mấy được phải không? Mình cất hả? Trời, làm hay quá. Chứ ông Tài ông gửi tiền cho cất cho giờ dành cất mình à. Không đủ ăn, con không đông quá mà. Con không mấy đứa? Tính luôn vợ luôn không? Tính luôn vợ. Còn cô này là ai? Cô đứng đây nè, đang quay là cô là ai á? Chị hả? Trời ơi. Chị còn trẻ quá vậy? Chị mà con mà chị. Sao ngủ vậy? Sao mơ thì chị về tối kêu con hả? Ngộ ha. Cứ thấy tính mấy mà cũng còn đẹp gái kìa. Trời, còn có chồng nữa hả? Dạ. Nghe phái với Tài. Phái quá à. Ăn dưa đi Cưng nha. Ăn dưa đi, dưa đi. Ăn không nổi. Dưa là từ hôm Tết vậy hả? Dưa tôi còn nhiều. Anh đi cậu, trẻ đó. Anh đi có muối rồi sẵn nè. Bác biết năm nay là năm gì không? Năm dê 2015. Để đi, rồi. Giờ. Ăn đi. Rồi. Để đi, ráng ăn, có lấy ăn, để đi làm gì? Để, chơi, cậu không ăn. Ăn đi cậu. Giờ đó bụng mà không có cơm ăn, có già có cơm không? Có cơm không? Không có cơm đâu. Thôi nha. Bye bye.